Xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn thì bạn thấy mình có cái khế găng các bạn. Khế găng này mình mua về nó còn nguyên trong cái bầu á. Cái mình để nó xuống đất nè. Thì sau khi mình trồng xong á thì mình cắt cái chỗ đây bỏ nó các bạn. Nha, mình cắt chỗ đây bỏ, mình chừa lại cái bên đây thôi. Để nếu mình uống ra thành cái đuôi các bạn. Thì cái cây khế này các bạn nhìn thấy giống như là một cái con giống như con kỳ lân rồi đó. Các bạn thấy có cẳng chân đồ luôn nè. Đó, thì mình bứng nó có cái bầu nè. Đem về chôn cái bầu ở đây trồng nuôi nó cho nó lớn các bạn ha. Sau khi mình cắt mình đục mấy cái chỗ nó bị cái vết thẹo đó bạn, đục ra như chỗ đây là giống cái miệng vậy đó. Đó, ở trên đây thì cái mặt cắt lớn nè, thì đục sạch sẽ xong cái mình dùng keo Mỹ Tiến các bạn, dùng keo Mỹ Tiến mình tha lại ha. Đó thì cái khế này là cái khế mà nó nhìn nó giống như giống con thú lắm bạn. Mình dự định mình để xuống đất mình nuôi đó, mình nuôi trong thời gian để mình nuôi đó, những cái tay cành cho nó như cái ý đi, rồi sau này mình mới bứng lên chậu của bạn ha. Đó thì các bạn thấy là đằng sau của nó thì giống cái đuôi vậy đó. Mình trồng một thời gian đó, thì bữa nay là bạn thấy được đâu 1 2 tháng gì, 2 3 tháng gì nè các bạn, đó lên âm tùm hết trơn ha. Đó thì những cái chỗ vết cắt thì mình tha keo nó cũng muốn liền thẹo đó bạn. Thì sau khi mà nó lên lâm tùm á thì mình tiến hành mình cắt những cái nhánh thừa nó đi các bạn. Đó mình để là những cái nhánh mà mình cần thiết thôi. Thì đối với cái khế găng các bạn thấy thì nó lên cũng rất là mạnh các bạn ha. Nó sau khi mình trồng đây mình thả rừng nó đâu 2 3 tháng gì đó thì nó lên tùm hết trơn rồi. Thì bây giờ mình tiến hành mình cắt, mình chừa lại những cái cành mà mình uống đó bạn. Đó thì cái cây này mình chừa lại có 3 4 cành vậy thôi bạn, 4 cái cành thôi ha. Nó 2 cái cành đó thì mình làm cái tay cành nó giống như cái lỗ tai của nó bạn, rồi 1 cành đằng sau thì mình làm cái đuôi nè. Đó mình làm sao mà cho nó, tại vì cái bản thân cái cây này nó giống giống như con gì các bạn ha. Thì mình dự định làm cho giống như con, giống mình lấy mình thấy nó giống như con sư tử đó, con không phải sư tử, kỳ lân các bạn. Đó giống như kỳ lân vậy đó. Thì các bạn thấy bên đây mình để 1 tài nè ha. Thì mình dùng cái dây nhôm mình uống nó, uống cho nó co co, nó giống như là cái lỗ tai vậy các bạn, nó tượng trưng thôi chứ thực ra thì không có giống được các bạn ha. Hai bên đó thì cái chỗ phần đầu thì hai bên đó là mình uống hai cái cành đó cho nó co, nó hơi gắt lại một tí, là tượng trưng cho hai cái lỗ tai hai bên các bạn, để sau này thì mình có thể mình làm tay cành hai bên đây luôn ha. Còn chính giữa thì mình có thể làm thân chính lên đó. Thì nói chung thì cái mình đó thì mình thấy nó hơi giống ná ná cái hình kỳ lân rồi đó bạn. Đó, nhưng mà bây giờ mình cố gắng mình sửa thêm nữa ha. Đó mình sửa thêm 2 tay cành này thì trụ tượng thôi đó, chứ không phải là nó giống như cái lỗ tai đó bạn, nhưng mà mình trụ tượng ra thôi ha. Đó hai bên mình uống 2 cái nhánh nó co co vậy đó. Thì để dưới đất thì mình nuôi các bạn, chứ mình vô chậu liền thì mình nuôi nó lâu lắm. Đó, nuôi những cái tay cành nó lâu lắm, thành ra là mình để dưới đất đi. Nhưng mà cái bầu của nó thì mình tháo cái phần đáy bầu nó ra thôi các bạn, còn cái phần xung quanh thì mình giữ nguyên để cho cái bộ rễ nó không có đi lan ra ngoài các bạn, mà nó ăn đi xuống thôi, để sau này mình lên cái chậu lại thì nó dễ các bạn, chứ mình không nên tháo xung quanh cái bầu ra ha. Nếu mình tháo xung quanh cái bầu ra thì sau này nó ăn sâu xuống các bạn, nó ăn lan ra ngoài chứ, thì cái bộ rễ nó rộng quá mình đưa lên chậu nó khó mà. Đó, thành ra là mình giữ nguyên cái bầu lại nhưng mà mình tháo phần đáy ra, tháo phần đáy bầu ra. Đó. Thì các bạn thấy mình uống có mấy cái cành thôi. Một cái cành đằng sau nữa các bạn, chỗ này mình cắt hết 1 nhánh đi rồi, còn lại nhánh nhỏ. Đó. Thì nó lên cái cành này đó mình vô dây mình uống lắc nó qua. Lắc nó qua để sau này tạo cái đuôi nó mà. Ha. Đó. Như là cái đuôi vậy đó.
đó, mình có thể mình lắc một co nó qua các bạn ha, xong cái mình lắc lên cho nó cho nó lên cho mạnh các bạn, thả rừng nó đi, nó lên mạnh đi cho nó bự co ra. Đó thì cái phương pháp mà mình trồng xuống đất này nè, thì mình thả nó cho nó lên tự do các bạn, thì nó mới mau lớn cái tay cành được ha, để sau này mình có cái cành lớn nhanh, để sau khi nó lớn rồi đó mình mới vô chậu các bạn ha. Đó đây các bạn, sau khi mình trồng cũng được năm mấy rồi, lắm lâu rồi. Mà nó phát triển cũng không có được. Gà nó quá trời, nó không phát triển chậm các bạn nè, có chảy luôn. Bị dưới đây dập quá, mình trồng mấy cái bông giấy ở đây nè. Cho bạn xem luôn, đóng bông giấy này luôn, đang nuôi đó, nuôi lúc còn nhỏ xíu cái này bự rồi ha. Đó. Bây giờ anh bứng lên coi, nó ngon lành lắm, hai lỗ tai nè, cái đầu cái miệng của nó nè. Muốn liền cho nè, cho nó lên chậu rồi. Bước lên. Giờ để mình cắt bỏ mấy nhánh này. Cắt nó quá. Ăn đi. Cái này là khế găng đó bạn. Khế găng. Khế găng. Gần thôi, chả nên chua cả nào, thử miếng ăn. À trời ơi. Chua tay đáy. Thì như là ông kia lăn không? Con chó nó lại nó ké vô màn hình. Rồi, để em bứng nha. Lúc quấn ấy nó còn nằm đây nè, còn nguyên nè, bao còn nguyên nè. Rồi, đem về rồi các bạn, nổ nó ra rồi. Bây giờ đó là mình bận nó ra đó, bận một lúc cứ bứng giờ còn nguyên như này, chỉ cắt phần đít ra xong nó chọc luôn tới giờ quá trời. Bây giờ mình bớt cái con đất chắc chọc nó ra thôi cho nó nhẹ bớt đi, mình bỏ cái chất trồng mới vô này, đất thịt không các bạn. Trời cứ ngắt ngay đây.
rồi lên chậu xong rồi các bạn. Đó thì mấy cái tay cành này á thì tượng trưng cho hai cái lỗ tai ha, này phần đầu thì mình cắt ngắn lại các bạn. Bây giờ mình cắt ngắn đây đây, ngắn lại miếng nữa, ở trên này cũng ngắn lại, cái đuôi cũng vậy các bạn, ngắn luôn. Rồi sau khi mà nó lên á thì mình sẽ uống lại cho các bạn xem ha. Cái chậu này á, thì mình để lên cái đôn, cái đôn này mình đã làm cái clip cho bạn xem rồi nè, cái đôn mà mình có cái cây linh sam đó mà trồng ở trong cái đôn luôn nè, đó ha, độc đáo luôn nè. Thì cái đôn này bây giờ mình đem mình kê lên cái chậu này nữa thì đúng bài của nó luôn các bạn ha. Giờ để mình cắt cho nó ngắn lại đi, đó cắt ngắn lại, như là cắt cái bên cắt này bên ngắn nó lại luôn, thấp tí nữa đi, thấp tí nữa. Đó, nhìn coi nó giống cái kỳ lân các bạn ha, kỳ lân sư tử gì đó. Lúc trước là mình cắt cái bục cái miệng này nè, bữa nay nó liền lại tới đây hết trơn nè, ngày mai nó sẽ liền luôn các bạn, cái gân này dễ liền lắm nè, chỗ keo này còn à. Để tí nữa mình cạo cái keo này ra, cạo keo này ra vô keo lại các bạn nè, nó đang đập cho non tới đây hết trơn nè. Đó, ở đây nó có một nhánh, đâm nhánh này luôn, nó kéo ra luôn mà. Nè, chỗ đây mình tí nữa mình cạo cái sạch chu keo lại thì nó sẽ kéo ra các bạn. Cái cây cái gân này nó nhanh kéo ra lắm, do là cái này là mình để cái chỗ trồng hồi nãy mình nhổ lên đó bạn, chỗ đó nó đất nó không có tốt, nó bị ba cây cỏ ăn nữa, thành ra nó không có được tốt lắm nên nó chậm nè, chứ không phải cây này bữa nay là nó đẹp dữ lắm rồi. Đó, bây giờ để cái này thì nữa mình uống cái tay ra, cái này mình tạo tán nữa thì mình bẻ hai cái này cong cong các bạn, còn quái nó giống như cái lỗ tai ha, còn cái đuôi cũng vậy nè, thì cái cục này lúc trước mình cắt bỏ hết cục nè. Đó, để tí nữa mình cho các bạn xem ở đây hai cái cục, hai cục này mình trồng nó thành hai cây kìa, cũng chưa có uống nữa. Rồi các bạn ngắm lại thêm lần nữa ha, đó còn giống con sư tử không, trước mình cũng làm cái miệng đó. Đây muốn lại nè, mình xin dừng cái video tại đây ha, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha, rồi mình xin chào, hẹn cái video tiếp theo ha.